Chào mừng các bạn đến với kênh Nhật ký Côn trùng, nơi mình sẽ chia sẻ những kiến thức thú vị và bổ ích về thế giới tự nhiên. Hôm nay, mình sẽ nói về một loài côn trùng rất quen thuộc với chúng ta, đó là con chuồn chuồn. Bạn có biết rằng con chuồn chuồn không chỉ là một loài côn trùng đẹp mắt, mà còn có nhiều lợi ích cho con người, cây trồng và môi trường không? Hãy cùng mình khám phá nhé! Con chuồn chuồn là một loài côn trùng thuộc bộ ở John Ata, có khoảng 4.500 loài hiện được biết đến. Chuồn chuồn là một loài côn trùng có cánh, không có dâu, thuộc lớp sâu bọ trong ngành chân khớp. Chuồn chuồn có thân mình nhỏ, dài và khá mỏng manh. Mỗi con có thể dài từ 3 đến 7 cm tùy từng loài. Chuồn chuồn có hai mắt khổng lồ, lồi ra ở trên đầu và lấn sang cả phần thân. Đôi mắt lớn được tổng hợp từ hơn 28.000 tế bào ánh sáng, có gần 30.000 mặt khác nhau, đem đến cho chuồn chuồn thị giác cực tốt. Chuồn chuồn có tổng cộng 4 cánh rất mỏng, có rãnh nhỏ ở phần mép trên mỗi cánh. Hai cánh phía trước lớn hơn hai cánh phía sau chuồn chuồn có 6 chân nhỏ, dùng để khống chế kẻ địch và bắt mồi. Hàm răng của con chuồn chuồn có tổng cộng 6 chiếc, bao gồm hai răng dưới hàm có thể phóng ra ngoạm con mồi và bốn răng to ở trên để nghiền nát thức ăn. Hàm răng có thể bắn ra và thụt vào là điểm đặc biệt của loài côn trùng này. Chuồn chuồn là loài côn trùng hoàn sinh, có 4 giai đoạn phát triển, trứng, ấu trùng, thiếu trùng và trưởng thành. Trứng chuồn chuồn được đẻ vào mặt nước hoặc trên cành, lá thủy sinh gần ao, hồ và các khu vực ẩm ướt hoặc trong mô cây ở nước và nở thành tiền ấu trùng sống bằng các chất dinh dưỡng có trong trứng. Sau đó chúng tiếp tục biến thái thành thiếu trùng với khoảng 9 đến 14 lần lột xác ở hầu hết các loài và trở thành loài ăn thịt tham lam đối với các loài sinh vật sống trong nước, kể cả những loài cá con. Hô hấp bằng mang, thiếu trùng tiếp tục biến thái và lột xác, thường vào những lúc chập choạng hoàng hôn và tiếp tục phát triển thành loài biết bay, tuy nhiên màu sắc vẫn chưa hình thành. Những côn trùng này sau đó biến thành các con trưởng thành có khả năng sinh sản. Con đực có một cơ quan nằm gần phía sau của ngực, bên trong có chứa tinh dịch. Chúng giao cấu bằng cách dùng các móc nằm ở phía đuôi của thân bụng con đực để giữ con cái ở phía sau đầu. Con cái uốn cong thân bụng về phía trước để đón cơ quan giao cấu của con đực và nhận tinh. Vòng đời của chuồn chuồn có thể kéo dài từ vài tuần đến vài năm tùy theo loài và điều kiện môi trường. Con chuồn chuồn là một loài côn trùng có ích trong việc kiểm soát sâu bệnh, thụ phấn và duy trì hệ sinh thái. Chúng ta hãy cùng xem xét từng lợi ích một nhé. Lợi ích thứ nhất, kiểm soát sâu bệnh. Con chuồn chuồn là một loài ăn thịt, chúng săn bắt và ăn nhiều loài côn trùng gây hại cho cây trồng và con người như ruồi, muỗi, bọ, sâu, nhện và cả chuồn chuồn khác. Một nghiên cứu ở Thụy Điển cho thấy một con chuồn chuồn có thể ăn được khoảng 300 con muỗi mỗi ngày. Con chuồn chuồn cũng có thể giảm thiểu nguy cơ lây lan các bệnh do muỗi truyền như sốt rét, sốt xuất huyết và viêm não Nhật Bản. Do đó, con chuồn chuồn là một loài côn trùng hữu ích trong việc bảo vệ nông sản và sức khỏe con người. Lợi ích thứ hai, thụ phấn. Con chuồn chuồn không chỉ ăn thịt mà còn ăn mật hoa của một số loài hoa như hoa cúc, hoa hồng, hoa sen và hoa lan. Khi ăn mật hoa, con chuồn chuồn có thể mang theo phấn hoa từ bông này sang bông khác, giúp cho quá trình thụ phấn diễn ra. Thụ phấn là một quá trình quan trọng trong sinh sản của các loài thực vật có hoa, giúp cho chúng tạo hạt và quả. Do đó, con chuồn chuồn là một loài côn trùng có ích trong việc duy trì sự đa dạng và phong phú của các loài hoa. Lợi ích thứ ba, duy trì hệ sinh thái. Con chuồn chuồn là một loài côn trùng có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, đặc biệt là các hệ sinh thái nước ngọt. Con chuồn chuồn không chỉ là một loài săn mồi, mà cũng là một loài mồi cho nhiều loài động vật khác như chim, á, ếch, nhện và cả con người. Con chuồn chuồn cũng là một chỉ số sinh thái giúp cho chúng ta đánh giá chất lượng của môi trường sống. Con chuồn chuồn thường chỉ sống ở những nơi có nước sạch và không ô nhiễm. Nếu như số lượng con chuồn chuồn giảm đi, có thể là dấu hiệu của sự suy giảm của hệ sinh thái. Do đó, con chuồn chuồn là một loài côn trùng có ích trong việc bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Vậy là mình đã nói về ba lợi ích của con chuồn chuồn trong việc kiểm soát sâu bệnh, thụ phấn và duy trì hệ sinh thái. Mình hy vọng rằng bạn đã có những phút giây thú vị và bổ ích khi xem video. Nếu bạn thích video này, xin vui lòng nhấn nút like, share và subscribe để ủng hộ kênh của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc góp ý gì, xin vui lòng để lại bình luận bên dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời và phản hồi sớm nhất có thể cảm ơn bạn đã xem video hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo chào tạm biệt